Và chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Độ Tùng 8 nhé. Và thì bây giờ là 10 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2019. Và thì tôi đang có mặt ở tại nhà chị Vàng A Lây. Vâng, tại nhà anh Vàng A Lây. Và chị Dương Thị Mai Hoa ở xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đây. Vâng, để bàn giao cho nhà anh chị một bộ sập thờ. Đây thì anh chị đang vừa dựng một ngôi nhà rất là độc đáo, nhà sàn nhưng mà hoàn toàn bằng bê tông cốt thép đây. Phong cách rất là mới, để rất là bền và giá thành lại hợp lý. Nhiều quý vị nào muốn tham khảo chơi nhà sàn thì sẽ tham khảo ngôi nhà của anh Trường, chị Hoa này nhá, ở Xuân An, Yên Lập. Và thì bây giờ tôi vào quay chi tiết cho quý vị xem một cái bộ sập thờ tôi vừa lắp cho nhà anh chị Trường Hoa ở Xuân An, Yên Lập nhé. Rất đẹp, rất là rộng. 100 mét đấy chú ơi. Vâng. Lên quay chi tiết phòng tầng 2 của ngôi nhà sàn bằng cột bê tông. Đây, ngôi nhà đang hoàn thiện, vẫn chưa sơn. Hôm nay đẹp ngày thì chị đã mua bộ sập thờ của chúng tôi và đang vào để lắp đặt và bàn giao cho nhà chị Trường, anh Trường, chị Hoa đây. Và thì bộ sập thờ này có kích thước là dài 1m97, rộng 97, cao đến 17 quý vị nhá, cùng một chiếc bàn cơm, chất liệu gỗ mita và chân 14 được chúng tôi chạm gọi là mai đẻo, và được chạm theo phong cách mai đẻo rất là đẹp. Chiếc sập thờ cũ mít 100% bằng loại mita này. Và cùng bộ đài nến rồi thì ngai rất là bằng mít tất. Quý vị nào có nhu cầu sở hữu bộ sản phẩm như anh Trường, chị Hoa ở Xuân An, Yên Lập này thì xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng 8 nhé. Và chúng tôi có số điện thoại là 0987 508 16, và cơ sở nằm tại xã Quốc Vận, Cầu Khê, tỉnh Phú Thọ. Đấy, nhìn rất là hợp lý đúng không bác? Đẹp lắm. Và theo phòng thờ này là đẹp. Đẹp lắm. Và thì thay mặt cơ sở đồ gỗ Tùng 8 xin chân thành cảm ơn vợ chồng anh Trường Hoa ở xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, và đã tin tưởng và đến tại cơ sở đồ gỗ anh em để đặt, và hôm nay hoàn thiện chúng em đã trở vào bàn giao tại nhà cho chị. Và thì cuối cùng xin cảm ơn gia đình và xin chúc gia đình một sức khỏe. Và thì cảm ơn. Và thì cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh truyền hình của đồ gỗ Tùng 8 nhá. Và thì xin hẹn gặp lại quý vị clip sau nhá.